Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ có kết hợp cho người đi bộ nối từ phố Trần Nguyên Hãn sang phố Trương Dương Độ. Công trình có kết cấu bằng bê tông cốt thép với khẩu độ rộng 18,25 m, cao 3,2 m và dài 15,7 m. Mặt ngoài tường thân và vòm hầm được trang trí tạo dáng kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực, bố trí cấu tạo cửa hầm kết nối hệ thống cửa pha tự động và thủ công hai đầu hầm. Hầm đường bộ qua đê sông Hồng, quận Hoàn Kiếm có tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, dự kiến khởi công xây dựng trong năm nay, giúp giải quyết cơ bản điểm xung đột giao thông tại khu vực. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, dự kiến công tác vận hành chạy thử đoạn trên cao thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn ga Hà Nội sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4 năm 2024. Đây là bước cuối cùng trong 8 bước thử nghiệm và căn chỉnh hệ thống trước khi đưa dự án vào vận hành thương mại. Vận hành thử là mô phỏng công tác vận hành tuyến khi không có hành khách với mục đích là kiểm tra sự sẵn sàng của toàn bộ hệ thống về phương diện vận hành. Vận hành thử được thực hiện với 57 kịch bản trong vòng 7 tuần, bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2024 và kết thúc vào ngày 26 tháng 4 năm 2024. Trong báo cáo thị trường thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận tháng 1 tháng 2 năm 2024 công bố mới đây, DKRA Group thống kê phân khúc căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai. Theo đó chỉ có 6 dự án mở bán nhưng tất cả đều thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo. Trong báo cáo thị trường tháng trước, Savin cũng cho biết nguồn cung chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh cả năm ngoái xuống mức thấp kỷ lục trong 10 năm qua, chỉ với 10.700 căn. Số dự án mới xuống thấp khiến lượng giao dịch căn hộ giảm liên tục 7% mỗi năm trong thập kỷ qua. Năm 2023, thị trường chỉ ghi nhận 6.300 giao dịch. Đơn vị này cũng dự đoán năm nay và năm tới, chung cư mới tại thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu có giá từ 5 đến 10 tỷ đồng một căn, còn phân khúc từ 2 đến 5 tỷ đồng ngày càng khan hiếm. Theo báo cáo mới đây, Savin cho biết nhu cầu đầu tư bất động sản nước ngoài của các doanh nghiệp và giới siêu giàu Việt Nam tăng mạnh sau dịch bệnh, với giá trị ngày càng lớn. Năm ngoái, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài gần 421 triệu đô la Mỹ theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các ngành thu hút dòng vốn của doanh nghiệp Việt Nam là hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, buôn bán, bán lẻ, phân phối điện. Savin dự báo xu hướng đầu tư bất động sản nước ngoài của giới siêu giàu Việt Nam sẽ gia tăng thời gian tới, kéo theo nhu cầu về dịch vụ tư vấn chuyên biệt Private Office. Nhu cầu này được thúc đẩy bởi số cá nhân siêu giàu tại Việt Nam đến năm 2026 dự kiến đạt hơn 1.500 người, tăng 25% so với năm 2021, theo số liệu của Statista. Theo thông tin do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN vừa đưa ra, 50 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ sẽ đến Việt Nam vào tuần tới. Đoàn doanh nghiệp cấp cao khảo sát thị trường Việt Nam lần này gồm 50 công ty hàng đầu Hoa Kỳ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế, quỹ đầu tư. Trong các ngày từ 18 đến 21 tháng 3, đoàn sẽ có các buổi làm việc với các bộ ban ngành địa phương Việt Nam nhằm xúc tiến các cơ hội đầu tư mới vào Việt Nam. Đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Hoa Kỳ tới Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 2 năm 2024, Hoa Kỳ đứng thứ 11 với 1.347 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, tổng vốn đăng ký trên 11.830 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của người dân, doanh nghiệp, sản xuất, chế biến, thu mua, tạm trữ, xuất khẩu lúa gạo, nhất là thu mua lúa hàng hóa vụ đông xuân 2023-2024 tại các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật mà không tiếp cận được vốn vay. Theo CM, các ngành kinh tế sáng tạo gồm có thủ công mỹ nghệ, thời trang và thiết kế, nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo hình, phim và truyền thông, công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm. Trong đó, nhân tố hỗ trợ kinh tế sáng tạo tại Việt Nam là dân số trẻ, hiểu biết về công nghệ, chính sách tạo thuận lợi của nhà nước, di sản văn hóa phong phú, quá trình số hóa diễn ra nhanh chóng và tăng cường hội nhập với kinh tế toàn cầu. Trên thị trường thế giới sáng ngày 13 tháng 3,
giá dầu thô Brent đạt 82,31 đô la Mỹ một thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas đạt 77,94 đô la Mỹ một thùng. Tại thị trường trong nước, đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định, căn cứ vào chiết khấu cũng như biến động trên thị trường thế giới, xăng có thể giữ giá hoặc tăng trên đến 100 đồng một lít, còn dầu giảm giá 100 đến 200 đồng một kg hoặc một lít. Thời gian thi công còn lại của dự án chỉ chưa đầy 4 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất nhiều. Lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia yêu cầu các nhà thầu xây lắp cần phải tập trung nhân lực, vật lực, máy móc thi công 3K 4 kíp 24/7, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các vị trí móng trước ngày 31 tháng 3 để triển khai lắp dựng cột, kéo dây đồng thời trên tuyến trong giai đoạn sắp tới. Lao động nam này đã có gần 20 năm hoạt động trong ngành du lịch với công việc chính là hướng dẫn viên. Làm nghề chuyên đi nay đây mai đó, đi khắp nơi, cả trong nước lẫn ngoài nước. Có những chuyến đi dài chục ngày, nửa tháng, đòi hỏi nhiều sức khỏe, cả thể lực lẫn tinh thần luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Nhờ gắn bó với doanh nghiệp lữ hành có uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh, nên từ khi vào nghề đến nay, nam hướng dẫn viên này được hưởng đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công ty để yên tâm công tác và chuẩn bị tâm lý thoải mái cả về lâu dài. Rất an tâm ở chỗ là có những cái quyền lợi trong quá trình mà tác nghiệp á, mình sẽ được đảm bảo hơn, cũng như là sau này thì khi mà cái tuổi người mình không còn nữa, mình đến tuổi hưu thì mình có được cái khoản để hỗ trợ khi mà mình không còn làm cái công việc hướng dẫn nữa. Đặc thù nghề hướng dẫn viên du lịch, tour guide ở Việt Nam là rất nhiều lao động trẻ thích làm hướng dẫn viên tự do, hợp đồng thời vụ với các công ty du lịch hay nhảy việc. Về đảm bảo các chế độ an sinh xã hội cho người lao động chưa được quan tâm từ cả doanh nghiệp và chính người lao động. Theo thống kê, vào năm 2023, khoảng 80% hướng dẫn viên, đối tượng lao động trực tiếp có trình độ cao trong ngành du lịch chưa được tham gia bảo hiểm xã hội. Những giá trị thiết thực, thiết thân mà chính sách bảo hiểm xã hội mang lại đã giúp số hướng dẫn viên du lịch đã tham gia bảo hiểm xã hội vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh, lúc kinh tế khó khăn, mất việc, nghỉ việc. Với đặc thù là một ngành hướng dẫn viên thì rất là nhiều rủi ro trong quá trình mình tác nghiệp, trong quá trình đi thực hiện nghề, cũng giống như là những cái tác động của thị trường, giống như là dịch Covid vừa rồi. Thì bảo hiểm y tế nó giúp cho bọn em, thứ nhất là có thêm một cái phao niềm tin để mà chúng ta thì tự tin làm nghề hơn. Ngành du lịch Việt Nam là một trong những lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất với khoảng 2,2 triệu người. Nhưng chỉ có gần 800.000 người trong các doanh nghiệp, còn lại là lao động tự do, lao động thời vụ. Về đẩy mạnh độ bao phủ bảo hiểm xã hội cho lao động ngành du lịch đang ngày càng được chú trọng. Trong số các nhân sự cũng có một vài trường hợp gặp khó khăn về thu nhập, thì phía doanh nghiệp cũng hỗ trợ, chia sẻ cũng như là đồng hành cùng các bạn trong một giai đoạn nhất định để giúp cho các bạn có đầy đủ những cái bảo hiểm để khi đi cần khám chữa bệnh, cũng như là có những cái chính sách tốt để giúp cho cái người lao động an tâm khi mà làm việc. Chăm lo bảo hiểm xã hội cho hướng dẫn viên du lịch là điều đang được các doanh nghiệp cải thiện thông qua các chế độ đãi ngộ và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho nhân viên. Việc đẩy mạnh độ bao phủ bảo hiểm xã hội cho lao động ngành du lịch, nhất là với hướng dẫn viên, sẽ góp phần giúp giữ chân lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tình hình ngành du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt thêm một phố đêm phục vụ du lịch là phố đêm Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Sự ra đời của phố đêm Thảo Điền được kỳ vọng góp phần phát triển văn hóa, du lịch và thương mại trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân, du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Nếu có dịp đến với thành phố Hồ Chí Minh, quý vị hãy ghé thăm điểm đến này để cảm nhận thêm về một thành phố Hồ Chí Minh đầy năng động và hấp dẫn. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phố đêm Thảo Điền được tổ chức trên một phần đường Xuân Thủy với hai đầu tiếp giáp là đường Quốc Hương và đường Nguyễn Văn Hưởng, thành phố Thủ Đức. Trên đoạn đường dài khoảng 465 m, phố đêm giới thiệu các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, giải trí đặc trưng của thành phố Thủ Đức nói riêng cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Cái không khí ở quận 2 thì rất là mát. Với lại nó kiểu ở đây cũng khá là nhiều người nước ngoài, thì ở đây mình cũng có thể là vừa trao đổi và gặp gỡ được người nước ngoài, cũng giống như các bạn trẻ có thể tới đây và thực hành tiếng Anh, nói chuyện với người nước ngoài cũng khá là hay. Hoạt động từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau các tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần, phố đêm Thảo Điền ngoài các hoạt động mua sắm, ăn uống, giới thiệu sản phẩm đặc trưng
còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật từ nhạc jazz, pop, rock đến dân ca, đơn ca tài tử để phục vụ khách tham quan, đặc biệt là du khách nước ngoài. Tôi rất thích không khí ở đây, đông vui nhộn nhịp nhưng sạch sẽ, thoáng mát. Tôi đã ghé vài gian hàng, mua một số đồ lưu niệm làm bằng tay, tôi rất ấn tượng với nó. Em cảm thấy là nó vui hơn chị, với lại là tiếp xúc với được cái nhiều bạn trẻ hơn ở đây, với lại khách du khách của nước ngoài cũng sẽ nhiều hơn. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở thêm tuyến buýt trên sông để kết nối với khu vực này, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm và du lịch đường thủy của thành phố. Theo báo cáo mới nhất của OPEC, dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của thế giới trong năm 2024 và 2025 sẽ lần lượt ghi nhận 2,2 triệu thùng một ngày và 1,8 triệu thùng một ngày, không thay đổi so với các mức dự báo được đưa ra trong báo cáo tháng trước. Trong khi đó, cơ quan năng lượng quốc tế IEA trước đó dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ chỉ tăng 1,2 triệu thùng một ngày trong năm nay do mức tiêu thụ của Trung Quốc chậm lại. Trong báo cáo tháng 3, OPEC đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay lên 2,8%, từ mức dự báo 2,7% được đưa ra trước đó, nhờ hoạt động kinh tế tăng mạnh mẽ trong nửa cuối năm nay. Theo đánh giá của OPEC, Mỹ, Ấn Độ và Brazil ở một trường mực nhất định đã có đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong nửa cuối năm ngoái, trong khi các nền kinh tế Trung Quốc và Nga đều tăng trưởng ổn định vào khoảng thời gian cuối năm ngoái, còn kinh tế của Eurozone và Nhật Bản lại ghi nhận sự suy giảm. Tuy nhiên, OPEC đã chỉ ra một số dấu hiệu báo trước sự phục hồi tăng trưởng kinh tế tiềm tàng ở cả Eurozone và Nhật Bản, cho thấy một xu hướng tăng trưởng khởi sắc sẽ tiếp tục diễn ra trong quý 1 năm nay. OPEC dự báo sản lượng dầu thô năm nay của các nước ngoài OPEC sẽ tăng 1,1 triệu thùng một ngày, giảm 120 thùng một ngày so với dự báo được đưa ra tháng trước, chủ yếu do các biện pháp hạn chế sản lượng tự nguyện trong quý 2 được gia hạn. Một số thành viên của liên minh giữa OPEC và các nhà sản xuất ngoài khối còn gọi là OPEC cộng, gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait đã thông báo gia hạn các mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện tổng cộng 2,2 triệu thùng một ngày như một phần trong nỗ lực hỗ trợ sự cân bằng và ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trong phiên giao dịch ngày 11 tháng 3, Bitcoin đã ghi nhận mức cao kỷ lục từ trước đến nay, hơn 72.000 đô la, qua đó đưa giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền này lên 1.420 tỷ đô la, cao hơn mức 1.387 tỷ đô la của bạc và trở thành tài sản có giá trị thứ 8 trên thế giới. Theo báo cáo của CoinDesk, trong đợt tăng giá lịch sử này, Bitcoin đã vượt giá trị vốn hóa thị trường của Meta hiện ở mức 1.200 tỷ đô la và đang trên đà chinh phục mục tiêu tiếp theo là Alphabet, công ty mẹ Google, với mức định giá hiện tại là gần 1.700 tỷ đô la. Nhiều người ủng hộ đồng Bitcoin, thậm chí còn đang ngó nghiêng vị trí của vàng, tài sản giá trị nhất thế giới với giá trị vốn hóa thị trường 14.700 tỷ đô la. Để leo lên vị trí này, Bitcoin sẽ phải tăng hơn gấp 10 lần, lên trên 720.000 đô la một Bitcoin. Một báo cáo gần đây của CoinShares International cho biết, lượng vốn đổ vào các tài sản kỹ thuật số đã đạt mức cao kỷ lục 2,7 tỷ đô la trong tuần trước, trong đó một phần lớn hướng đến Bitcoin. Theo công ty phân tích tiền số Kaiko Research, sự khởi sắc của đồng Bitcoin đang tạo ra khoảng 1.500 triệu phú mới mỗi ngày.